shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ơ phái cả trưởng, này, phái cả trưởng này, làm gì đấy? Ui, sợ chú quá, ui. Ok anh em, thằng bé nó chạy ra là mình hơi bất ngờ tí nhưng mà không sao, vẫn quất tốt. Ông ngắm hay x kìa, thôi không cần đâu em ơi, bởi vì anh mới đổi qua có x18 rồi, x18 nó có sẵn hay x mà. Lo gì đâu các bạn ơi, x18 nó có sẵn mà. Với cái này không cần thì vứt đi luôn. Đi các bạn ơi, tí nữa qua cái điểm nóng kia lút cho nhiều đồ ngon, thế bảo điểm nóng toàn đồ ngon. Tí ra kiểm nghiệm, nhờ, anh em nhờ. Qua đây đã, giữ chóa khỏi lượm đi. Có lượm cái ống ngắm nhiệt thì cũng được này, vì là khổ độ của nó như ống ngắm đích luôn, khá ổn. Ui phải cả trưởng, thôi anh ơi. Anh tha em, anh bắn rát hết cả người em này. Vai lúa đâu vậy ta? Anh ơi, anh tha em, anh làm gì bắn gắt thế? Đây rồi, bên này, làm sao đây? Thích lướt qua nhau như người xa lạ, này. Thích lướt qua nhau này, cái kia còn tí máu, nó còn tí máu thôi. Thích lướt qua nhau không? Lướt qua nhau này, còn tí máu thôi anh em ơi. Làm sao? Thích lướt qua nhau không? Nó lại vào nhà, qua đây. Rồi qua đây. Đậu xanh xác định nha. Phải cả trưởng nó đu dây này, được, xác định. Lên bảng, thế thôi. Sao nó đây anh em ơi? Cuốn máu đã. Thanh niên đòi chạy cơ. Là bắn không lại mình nó chạy anh em ơi. Được, hay lắm. Sao nó có gì nào? À, nó có mỗi M60 là bắn không lại khẩu M8 chắc luôn rồi anh em. Nên nó chạy đi mà. Lạ gì đâu mọi người. Ui, cái gì đây? Nghĩ là anh sẽ đuổi theo chú á? Không, anh không đuổi theo chú đâu. Gái mình thông minh nhờ. Qua điểm nào đi anh em, điểm nào sẽ có nhiều đồ ngon đây. Tha hồ mà lượm đồ ngon này. Thằng bé gái mình trông có vẻ thông minh đấy. Nhưng mà làm sao mà thông minh được bằng IQ của mình anh em. Ai điểm nóng lại loanh quanh cái này thì làm gì mà có đồ ngon nhỉ? Mình không tin lắm. Thường bảo điểm nóng nhiều đồ ngon. Mà đây nhá, đủ. Chỉ có căn nhà kia là duy nhất thôi anh em. Ngoài ra có thêm một căn nhà Doraemon nữa. Ra check xem có phải đồ ngon không. YouTube của anh hả? Ai xem đâu mà có tiền em. Nghèo lắm, chả có tiền nữa cơ. Qua đây. Chán ghê ta, chắc để mình qua đây con. Đấy, thế này điểm nóng đây, điểm nóng đồ ngon đâu. Tôi chả thấy đồ ngon gì cả anh em nhỉ. À, có được cái đạn phóng lựu bình thường anh em kiếm hơi khó thờ. Chỉ có thính thôi, được. Thế thì đúng là đồ ngon rồi anh em. Ngoài ra thì đồ đạc ở đây bình thường. Hoặc là có đứa nó đến nó lượm hết rồi anh em ơi. Giật mình đấy là hơi muộn. Hiện tại anh à, anh bây giờ ở nhà mới chơi game thôi. Chả làm gì nữa cả. Chủ yếu lên livestream chém gió với anh em. Cầm sát này. Thằng ở đây nó chạy lâu rồi cơ, còn đâu. Nên là mình cũng kệ nó thôi. Đi anh em ơi, theo chân kẹo và chúng ta sẽ lại tiếp tục săn mạng nào. Hello. Ngoài này anh em thấy ai chưa? Máy bay các kiểu. Đi nào anh em. Không có xe ấy. Đáng lẽ ra là có xe thì anh em săn mạng dễ dàng hơn. Không có xe nên là săn mạng nó cũng khó hơn bình thường à. Let's go nào. Cứ lên thung lũng thôi, chả phải ngại gì cả. Hello, không có ai luôn.
thế mới chán. Lạ đời ghê. Hello các bạn nha, chúc các bạn xem live vui vẻ. Chán ghê ta, chả có ai đấy. Thế thôi, cứ lên cục trời nào. Theo trên kẹo, chúng ta lên cục trời nào anh em ơi. Chào các bạn nha. Nãy giờ mình kêu được mỗi 2 kêu hơi nản, mình kêu nhiều hơn nữa cơ. Mà đi kiếm đấy kiếm được ai đâu. Có xe cũng được, cho mình dễ đi săn mạng hơn anh em. Không có xe thì kiểu nó khoai lắm. Rồi qua đây rồi nhưng người ở đâu? Đấy mới là điều quan trọng. Đi anh em. Chào mọi người nhá. Chắc để mình qua đây coi. Cờ nấm đây, ăn nấm đi. Nhiều khi ăn nấm nó cũng khá là cần thiết mà anh em. Chẳng qua là mình hơi lười. Thế nào đây? Vãi cả trưởng. Vãi cả trưởng này. Dựng băng keo à? Mình không có băng keo. Thôi nhị. Không có băng keo là đầy ở trong thôi anh em. Chứ nó qua tảng đá. Thấy chưa, nó qua tảng đá rồi. Vừa qua liệu choáng duy nhất. Chính xác là mình có đúng một quả liệu choáng duy nhất luôn. Vãi trưởng. Làm gì phải căng thẳng với nhau như vậy. Ngay góc kia có liệu không? Nếu như có liệu thì ngon. Không có cơ. Qua đây. Qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây này. Lên bảng. Câu liệu vào này. Nó đang câu liệu, nó hơi vướng anh em. Nếu không sơ được mình là cái điều chắc chắn luôn rồi anh em ơi. Kiểu pha cầm liệu nó vướng thế cơ mà anh em. Hợp lý. Sở giáp này, đấy. Ui, giáp mới tinh luôn anh em ơi, anh em yên tâm nhá. Mới tinh. Giáp chống nổ luôn. Ngại gì nữa. Không biết là có 1x không nhỉ. Đây 1x này. Chất luôn. Thêm kèo ngắm 1x nữa thì đúng là chất lừa luôn rồi anh em ơi. Vào bo. Bo tiếp theo thủ đây nha anh em ơi. Vào bo là hợp lý rồi. Sát thủ thì mới vơi lại quân đoàn nha anh em. Vãi trưởng cho này. Đâu? Gáy đi. Thôi đùa, đợi đồ gáy lâu quá anh em. Đây rồi, cái đầu. Ngay đấy, được rồi. Cho quả liệu vào. Cái đầu này. Cái đầu lên. Không lên à? À, nó ra ngoài được rồi. Đâu dám ở trong nữa. Ở trong thì chỉ có nước xanh mộ thôi em ơi. Nên pha này nó không thể ở trong được anh em ơi. Một đứa lái xe ở ngoài nhá, kệ thôi. Pha để nó ở trong thì mình cũng câu lựu vào mà. Nên nó phải ra ngoài, bắt buộc là như vậy. Thêm một keo này. Được. Đi mọi người ơi. Tiếp tục với cuộc hành trình đi săn mạ thôi. Mình một đứa nữa. Ngoài kia có xe nhưng mà cũng có người luôn. Vãi trưởng phê. Đừng đùa anh em ơi. Gãy này. Ít máu mà sao cũng dám chơi vậy. Thằng bé chắc còn tí tẹo máu à. Thế mà cũng dám chơi luôn. Gắt. Tí tẹo máu mà cũng dám chơi luôn hả em ơi. Máu liều ghê ta. Ui. Phun đồ tím. Được. Không được, tôi một hơi phí. Không được, tôi một hơi uổng đồ anh em. Có mỗi cái ba lô thôi mà làm gì căng. Có AWM hả? Thôi có lẽ kệ vậy. Đang chơi combo này thế ổn mà anh em. Pha mát này, MP40 này. Let's go. Theo kẹo săn mạng nào anh em. 9 thằng nữa. Check từng chỗ một lần này. Phí xe các kiểu như Fast of Reverse luôn. Siska, à chơi Siska đi hả? Ok. Nhưng mà trận này đang chơi pha mát rồi anh em mới chơi nốt. Đấy, chơi nghe bảo đang chơi cầu này đồ Pasca thì mình lại hơi ngượng tay. Đang bắn kiếm top luôn mà anh em này. Cái này là sắp top rồi anh em ơi. 9 thằng nữa. Mình nghĩ là có khả năng. Nhưng mà nếu rảnh quá ăn tạm cái cây nấm linh chi này ngon đấy. Full EP.
Full AP là hơi bị ngon đấy anh em ơi. Liều ăn nhiều anh ơi. Hello em. Thế bảo hơi vãi lúa không ạ? Giờ còn có 8 đứa thôi hả? Đi xem để đi quét cho nó một lượt anh em. Tầm này là anh em đi ngủ hết cả rồi. Còn có hơn 500 người xem xíu. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình là nhiệm vụ cao cả đây, tức là phải đi tìm từng đứa một, từng nhà một đây anh em. Có một số đứa cho nó chết vì bo nữa. À đây, ui, đây rồi, một đứa này, đây. Một đứa đây rồi. Cái đậu xanh, lên bảng. Ui, vãi trưởng thế. Cái này ngay xe. Vai, mình biết ngay mà anh em. Nó lỗi là ở cái chỗ mà khi mà anh em ngồi trên xe ấy. Nó vướng chắc luôn. Thằng bé câu liệu qua, không đến đâu. Không đến, nhưng mà ngại đứng ở đây hơi fail. Chạy anh em, đứng đấy hơi fail. Đứng đây tí có mấy thằng nó móc cho vỡ đầu thì đừng hỏi. Đậu xanh, làm sao? Nên thôi, cẩn thận xíu là ok. Hết bao kèo mất tiêu rồi, bởi vì quả kia vướng ô tô quá. Thế mới nản. Quả kia là hơi vướng ô tô. Chạy đi, đúng rồi, chạy đi. Chạy nè. Đứng ngay pha chảo. Để mình lên trên coi anh em. Xem có lượm đạt được bom keo nữa thì ngon. Ui. Sợ. Anh sợ chú quá nhờ. Nó ngay góc kia. Mình thấy nó rồi. Lại chạy lại góc cũ này. Nó lại chạy lại sau bom keo. Chơi nhây thế nhở? Thằng này chơi hơi nhây đấy. Hơi nhây này. Xong. Lên bảng. Thế thôi. Cái xác thằng phía trên mình chưa kịp lượm cơ. Nhưng mà có bom keo. Có bom keo chắc luôn này. Chết coi anh em. Không còn quả nào nữa. Có mấy quả thôi. Cũng được. Ít ra có con hơn không. 3 thằng nữa anh em ơi. Làm quả pha này tốt rồi. Được. Ê. Mình nghĩ là chắc nó còn bóng keo đấy. Vứt xẻ đây. Có bóng keo không? Có giáp mới đây. Nó đỡ Sida giáp cũ của mình. Ngoài ra thì mấy cái đồ này vứt đi. Chỉ nó rộng ba lô. Lên anh em. Còn có 3 thằng nữa à? Ui mìn. Đây. Một đứa trong nhà anh em ơi. Bắn xe anh đấy hả? Chạy nhanh. Được. Chẳng lẽ lại không chạy. Không chạy sinh mẫu bây giờ. Bắt đầu, xong. 2 thằng nữa, cuốn máu lẹ. Pha này phải cuốn máu lẹ thôi anh em ơi. Còn 2 thằng cuối. 8 kill rồi. Hạ cho nó làm sao top 1 10 kill là hợp lý. Ấy. Quá chuẩn lắm anh em. Tê. Một bông keo hơi khoai. Có tận 2 đứa mà một bông keo. Dã man nhờ. Thế này là hơi bị dã man anh em. Ok. Lên xe lại. Bọn này nhỏ như này rồi lên xe làm gì nữa anh em. Đứng lại một chỗ ổn hơn. Check. Đứng chân. Từ chân đậu xanh lên bảng xong. Wow, thằng cuối nữa. Bông keo này đủ ngon luôn. Thế này thì ổn rồi. Top 1 nó là 50% rồi anh em ơi, nhưng mà mình tự tin với giáp mũ các kiểu xịn. Còn thằng nữa thôi anh em là sau này. Mình nghĩ là nó ở khu trên thôi. Bên dưới này để nói mà để chạy lên thì không có đâu. Nó ở khu trên. Chắc là ở trên này thôi. Đây rồi, vừa thấy luôn. Đậu xanh. Đậu xanh này. Vừa thấy luôn này anh em. Bao. Máu thế, phần này hơi máu thật. Vãi trưởng. Làm sao. Qua thùng ngay góc này cơ.
mình vẫn để bóng keo hợp lý hơn. Gì đấy, cứ lựa vào nhà hả? Ngáo vét cả trưởng mình có trong nhà đâu. Mình có trong nhà đâu anh em ơi. Mình có trong nhà đâu. Yes, top 1 10 kill. Rồi nhé. Mấy thằng rơm rơm này. Ok anh em, top 1 nè. Ui rồi, anh em thức khuya thế. Hello mọi người nè. Cảm ơn 580 người xem nha. Ok anh em, mình có 10 kill top 1 luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.